quay lưng bỏ đi mà đeo hết những gì qua, những phút năm mẹ này còn đó. Thành ra đi thật sao khi bóng tôi còn đây, chơi với mình em niềm đau xót. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ở mẹ? Sao anh nhận ra tình yêu đó biết cay đắng? Nói em là trái gì? Vâng, xin cảm ơn bạn Phượng rất nhiều. Ca hay quá và nhạc hết không hay luôn á. Tiếp tục chương trình xin mời anh Thiền. Bài kế tiếp tới anh Năm Thảo chuẩn bị nha. Minh Hiền xin kính chào các anh chị và các bạn. Tiếp tục chương trình giao lưu những ngày hôm nay, Minh Hiền xin gửi đến các anh chị và các bạn nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò của cố nhạc sĩ Trần Thiên Thanh. Mời các bạn cùng thưởng thức.